Bây giờ bé muốn đi về. Trời ơi, hổ. Chứ tôi đi luôn. Thôi tôi nông cạn nhất. Chết rồi, tôi quên canh rồi. Ok. Chắc mọi người cũng đã quá quen thuộc với thương hiệu Tsubaki đến từ Nhật Bản này rồi ha. Hồi trước Tâm đã dùng qua Tsubaki phục hồi màu vàng rồi. Mê lắm nha. Vừa rồi hãng tung ra dòng sản phẩm mới, phục hồi chuyên sâu hơn, tái tạo tóc hư tổn, mà còn được đại diện bởi Crystal Chân FX rất nổi tiếng ở Hàn Quốc nữa nên Tâm mua về dùng thử nè. Tâm rất ấn tượng với sản phẩm lần này và sẽ test trong thời gian. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên của Tâm đó chính là bao bì sang trọng nè, cao cấp, mùi hương thơm, tóc rất là mềm luôn. Theo Tâm biết đó là vì em này có thành phần ion phục hồi, tái tạo tóc hư tổn nặng đó. Đây là một đột phá mới của Tsubaki. Cái mà Tâm thích nhất ở sản phẩm của Tsubaki đó chính là việc không cần ủ. Bôi là xả luôn, không cần phải chờ 5 phút mất thời gian. Bình thường là Tâm sẽ dùng mask một tuần một hai lần. Hôm trước Tâm đã dùng rồi, cho nên hôm nay là Tâm chỉ gọi bình thường thôi. Mà em mask này là cũng bôi rồi xả ngay, không cần phải ủ đâu nha. Tâm sẽ dùng một thời gian nữa rồi review thêm ha. Nhưng mà có vẻ rất khả quan trong việc phục hồi tóc. Nhân dịp ngày Noel ai ai cũng có quà như vậy thì Tâm cũng muốn có quà dành tặng cho các bạn đây. Dùng thử sản phẩm mới này với Tâm nha. Quà giveaway lần này là 3 bộ sản phẩm Tsubaki Premium EX được sản xuất tại Nhật Bản và 3 cây lược wet brush cho các bạn may mắn nhất. Tâm thấy mượt nè, không gãy rụng và không còn sôi rối nữa. Dạ em chào anh Long. Ôi, trộm vía hôm nay đúng giờ quá. Em luôn đúng giờ, anh nói gì vậy? Hôm nay anh được mail bảo về một bữa tiệc, thế nên là anh có một suy nghĩ là một bộ đầm trông rất là long lánh. Anh có lựa chọn hai option cho em, đợi tí để nhìn nhá. Cái đầm tái hiện lại màu sắc của phòng ăn nhà em. Còn thứ hai, chúng ta sẽ có một nàng tiên cá. Always be the first one. Tâm và Primmy là bạn của nhau chắc cũng phải hơn 10 năm rồi. Thật ra thì lâu lắm rồi Primmy và Tâm mới có một cái dịp để trò chuyện cùng với nhau như ngày hôm nay. Sau khi mà mình có gia đình thì mình cũng khá là bận rộn, cho nên là nhận được cái lời mời tham dự tiệc Noel của Tâm thì Primmy cũng rất là hào hứng. Thật ra chị hết hồn hơn, tại vì bình thường là lúc mà chị đến là Tâm chưa có xuất hiện. Mình nói gì vậy? Đây là nhà em mà, sao em không thể xuất hiện được? Nhà em nhưng mà em vẫn xuất hiện cuối cùng mà.
Thôi nào, đừng nói như vậy. Ủa bây giờ mình để này ở đâu ta? Để đặt, để đây trước đi ha. Tại hôm nay quay hình mới mặc đồ đẹp đúng không Tâm? Chứ bình thường là sẽ mặc cái áo khoác ngủ. Áo khoác tắm. Áo khoác tắm. Chỗ nào mà có thể mặc được cao đó mặc hết rồi đó. Ủa? Trời ơi! Ôi trời ơi! Bữa nay ai cũng lấp lánh, có mình con đen thui ạ. Đi chung là sao ạ? Hai dì cháu. Dạ. Hai dì cháu. Ừ. Mời mọi người mang quà qua đây. Chị ơi khệ nệ quá, cái quà của em nặng quá. Ráng đi con. Gì vậy? Khệ nệ, À quà nặng quá hả? Dạ. Trời ơi cái nét gì? Nét là nét của dì phải không dì? Trời. Cái nét diễn mà bưng cái quà mà kiểu mà khệ nệ đúng không? Khệ nệ. Là mình ngồi xuống chưa ạ? Dạ mình ngồi, ngồi chơi thôi. À mình ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi hả? Em 2K. Em 2K3. Ủa tự nhiên mời nó 2K3 tới đây làm chi vậy? Buổi tiệc này dành cho 9X, 8X thôi mà đặt 12K tới đây làm cái gì? Thật sự đây là lần đầu tiên mà Chi tham gia một cái buổi tiệc Giáng sinh á. Cho nên là khi mà chị Tâm mời thì Chi cảm thấy rất là tò mò. Và Chi cũng muốn ngồi kiểu tâm sự và tìm hiểu những người bạn mới của mình như thế nào. Nhưng mà chị Tâm Gen Z hả? Chị đúng rồi, chị là 97. Không, bồ chị Tâm mới là chị. Bồ tin đồn chứ cũng không có mới, cũng không có cũ. Câu chuyện mà NTT này là câu chuyện tự nhiên trời đã xuống. Ừ. Tự nhiên ngoài đẹp trời tiện thấy một tiện cô chụp hình gửi cho em. Ê Tâm nè em. Ủa trời, cái gì vậy? Sau bắt đầu rồi tới bà Châu biên kịch. Sau bắt đầu là mới tới bạn em. Sau đó là cả showbiz. Sau đó tới chị nữa. Có luôn. Có chị nữa. Ê dì cảm thấy gì chuyển không? Cái gì cũng có gì trong đó không? Chị nói là chị cười cả đời cùng câu chuyện này đúng không? Cười hoài luôn, mấy cười hoài được hoài luôn. Gọi Kim Quỳnh Anh đi lẹ đi. Bây giờ mình đi ăn nha. Mấy giờ rồi? Chị nhớ là cách đây khoảng chừng 45 phút là chị Quỳnh Anh nhắn là chị đang qua từ quận 10. Cách đây là 45 phút bà nha. Nói như vậy là chắc là bà từ đâu Bình Dương về mà chấp nhận nha. Đúng là bạn của Ngọc Thanh Tâm. Bé Kim Quỳnh Anh em tới đâu rồi? Nguyễn Thị Thạc đâu? Thôi nói thiệt đi. Chị thề, thề luôn á. Nguyễn Thị Thập là sắp tới. Nhanh lên. Chị sắp xỉu rồi. Em make up chưa vậy? Em xong hết trơn rồi. Vậy mà Tâm nói em chưa make up. Mày khùng hết Tâm, tao đâu khùng với gì Tâm. Nói chứ rõ rồi lẹ lẹ nha. Ok thì chị đợi em. Bye bé. Rồi gì nữa? Hôm nay người chị nhất là TQA chứ không phải là NTT. Con bé gì nữa mà em. À con bé đó có lý do là nó đi hát. Đó con bé đó có lý do. Ok. Bây giờ mình gặp ở đây rồi. Thì mình ăn trước không? Ê có kỳ không? Mấy đồ kỳ, ăn trước không? Mình xuống như đó mình cũng chưa ăn đâu, mình cũng ngồi nói chuyện đó mà. Vì người ta đến trễ mà chứ đâu phải là mình. Mình ham ăn hấp uống đâu, đúng không con? Bây giờ mọi người đoán đi, bây giờ nhìn mọi người đoán như vậy thì mọi người đoán hôm nay em mời mình ăn chắc chắn là sẽ có lẩu mắm. Món này nè, cá nè. Đúng rồi, nhìn cái này là đúng không? Lẩu mắm hay lẩu mắm rồi. Mắm. Kêu mặc đồ vậy thôi chứ thật ra là ăn là ăn bún mắm, uống trà đá nha. Em uống trà đá. Chị chưa có trà đá. Đúng rồi, vậy cho xin miếng nước đi chị chủ nhà. Trời ơi là chết xin lỗi. Thật ra thì đối với người khác có thể là bất ngờ về những cái món ăn mà Tâm lựa chọn, nhưng mà đối với Rimmy thì điều đó nó rất là bình thường. Đối với tính cách của Tâm thì chắc chắn là Tâm rất là thích ăn những cái món mà nó gần gũi. Tâm với lại bé Thảo thì hai đứa em bạn thân lâu năm là chị nghĩ là chắc cả nước biết rồi. Nè, sao con quen chị Tâm vậy? Dạ, con không quen chị Tâm lắm luôn á. Em cũng không hiểu là tại sao mời em nữa. Sao vậy? Là tại vì không thân lắm mà. Tại vì có Nam Thư, em với Nam Thư thân với nhau. Là chỉ vì vậy đó. Ủa nhưng mà tại vì như vậy nó sẽ có những câu chuyện nó thân mật hơn. Nhưng mà ý là em cũng muốn biết được cái mối liên kết với em với chị mà tại sao lại chị Nam Thư ở chị em mà chị mời thôi. Thì đó, tại nãy chị nói tại có mời chị Nam Thư nó mới mời em. Không. À rồi con bé buồn rồi.
Bé buồn rồi. Bây giờ bé muốn đi về không? Trời ơi, ủa. Tâm chưa cũng đủ, cũng đông người cũng đủ. Tâm chưa mới. Không sao con, đã tới đây rồi mình ăn mình phải về có gì đâu quê, đúng không? Chừng nào no bụng đi về. Đây, hồi nãy chị hỏi là tại sao quen bé Tâm thì chị mới nói là dạ con khai trương công ty, xong con mới gửi thiệp mời chị Tâm. Con mới lơi thôi, không ngờ chị Tâm tới thiệt. Xong cái chị mới hỏi là vậy chị Tâm đi tới cái khai trương công ty con, chị Tâm có đi đúng giờ không? Đó rồi có cũng là gọi là đúng giờ đấy chưa là, lúc đó là chưa lộ ra nhưng mà lúc đó con chỉ mời lơi thôi đúng không? Mời lơi có nghĩa là đó thấy chưa, trước đó em con với chị Tâm không có mối quan hệ nào hết. Ý là chỉ có mối quan hệ bạn bè trên Facebook thôi. Chỉ là một mối quan hệ xã giao. Đúng rồi, xã giao. Em sao á, mình coi bài viết của lẫn nhau rồi mình comment lẫn nhau, đôi khi con cũng có hỏi chị Tâm về những vấn đề cuộc sống này kia nọ, kiểu trường học này kia nọ. Rồi nhớ rồi. Nhắc tới chị Tâm thì mọi người sẽ nhớ ngay đến một keyword rich kid. Thì nếu mà đối với nhiều người khác người ta sẽ có một cái hơi gọi là hơi ác cảm, nhưng mà đối với Chi thì Chi lại cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Cho nên là Chi muốn tìm hiểu một người bạn mới như chị Tâm và muốn học hỏi nhiều thêm. Lý do vì sao có mấy chục ngàn con người em lại nghĩ đến chị? Tại vì thấy chị Tâm là hay khoe bằng tốt nghiệp. Khoe khoe. Rồi mấy cái vlog của chị Tâm cũng nói về vấn đề đó. Em phải nói là truyền thông đưa tin là chị Tâm. Ờ chứ em đúng rồi. Chị khoe hả? Chị quê. Chị tự truyền thông bản thân. Em thấy được những cái tâm tin chị truyền thông bản thân chị cho đúng nên rồi. Là em cũng muốn là hỏi sâu hơn rồi. Thôi mà mất công, mất công quá, mất bữa công là... tôi đổ ruột, đổ gan. Không mà nhắn tin rất là nhiệt tình, lúc đó nhắn lại rất là nhiệt tình. Một đừng hỏi chị Tâm, hỏi chị Thảo. Không, nói thật nha là nói về học thì chị Tâm học giỏi hơn. Ê, chịu có khách. Nói chứ em lại lẹ lên, chị đói quá Tâm ơi. Mệt quá. Ngỡ đôi giày nha. Đừng nhìn em ánh mắt vậy. Chắc có 5 phút mới đi từ đây thôi. Hello. Hello. Dạ cho hỏi mấy giờ ạ? À, không có biết coi giờ đó. Chào mọi người. Hello bé. Đây mời bé em. Chị kéo ghế cho chị với con. Xin lỗi nha, tại vì hôm qua đi quay trễ quá. Mấy tới sáng em giờ em chưa tỉnh luôn á, kiểu mặt rất ngu ngốc á, kiểu mà người lân lân đúng rồi, người nó kiểu nó chưa về á, rất là mệt luôn. Chị chạy cho em miếng nước, em hết nước quá, mọi người không ai quan tâm em hết trơn. Ở quên đây là câu chuyện của Phương Mỹ Chi. Alo à, xin lỗi hơi bị kiểu như tư vấn kiểu rất là voi luôn, đổ ruột đổ gan. Sao rồi còn share link nên video, có share cái link kêu góp một có một view cũng có đó. Xong rồi đây vẫn nói ai vẫn nói tiếp. Trời ơi. Chị nghĩ em rất có tâm. Cứ mỗi tháng 9 sang năm em mở ra tư vấn đi. Em ngờ nói chuyện với Tâm nhiều vậy luôn. À thôi giờ hỏi qua Trương Bình Anh đi. Sao em quen bé Tâm vậy? Mỹ nhân hành động. Mỹ nhân hành động. À, bây giờ hỏi chéo đi. Ủa vậy sao vậy, nãy giờ không ai hỏi tôi sao biết Ngọc Thanh Tâm trời? Thôi khỏi, chị là chị ai mà chị cũng không biết rồi chị hỏi chi chị. Trời. Ê, em gì quê quá. Gì giống như cái wifi ấy con. Wifi mà công cộng á, wifi công viên á, ai vô cũng kết nối được á, không? Ai in vô khỏi password gì luôn con. Thực sự là bây giờ nếu mà nhắc lại để nhớ tại sao Thư Ngọc Thanh Tâm gặp nhau thì bản thân Thư cũng nhớ, mà chắc Tâm nó cũng nhớ đâu mọi người. Có lẽ là hai đứa Thư biết nhau ít nhất cũng phải 3 năm rồi. Dạ, mình lên như có cái lẩu. Cái lẩu. Lẩu mắm đặc biệt có cái lẩu ở trên đây nè, mình mới ăn được. Ê mà cái bộ đồ đó mà cầm cái lẩu mắm vô sang. Sang đó. Nói chứ em ngồi đi thôi chị, là... để chị đi. Lâu lâu mới được chủ nhà mời mà chị. Mời nó đi xa hơn chị để chị đi cho rồi. Rồi sao nó mặc đồ đẹp với trời, ai cũng lâm lanh lấp lánh thế vậy? Ờ, vậy đó, đi mà tới ăn lẩu mắm. Ừ, hiểu chứ không phải là... mắm hạt. Dạ, tới đây, dạ mấy anh ơi. Dạ, đợi xíu, qua em xíu cà bia nha. Nay có nhiều bia lắm nha. Thôi mình ăn thôi mọi người. Dạ, mình ăn ạ, à. Dạ. Ủa mà là em đi học đại học chưa? Em chưa. Em gấp gì à? Gấp gì. Đúng rồi, chơi đi em ơi. Sao vậy? Học xong 12 năm. Mệt muốn xỉu. Chưa gì hết, vô tên 4 năm nữa làm chi, đi chơi đi. Mới năm ngoái chị cũng vậy. Ủa chứ giờ em đang học gì nữa? Thì nói thiệt nghiêm túc nha, là em đang định chuẩn bị đăng ký học tâm lý học ở MIT. Tâm lý học là mình sẽ học về gì? Về tâm lý con người. Tâm lý con người hả? Cũng hay ha. Là lúc đó là chị ngồi đây, chị nhìn em thôi là em biết chị nghĩ gì á. Đó là thầy bói. Ủa vậy là mấy người thầy bói là... Đúng, à, tâm lý học, tâm lý học. Họ không học, nhưng họ có khả năng đúng, đoán, biết và nắm tâm lý người khác. Để người ta biết là người ta phải nói cái gì. Đúng. Bây giờ bỏ mấy cái này vô chứ. Bây giờ bỏ nó vô chứ. Bỏ đại đi, ăn đại.
cảm giác cái này là sẽ chơi mỗi người một cái tô ấy. Đúng rồi, cho cái tô dễ ăn hơn thật sự luôn á. Dạ, cho em xin 5 cái tô với chị. Tại cái chén quá xíu nó hết rồi. Có phải là ăn những món này thấy cuộc đời hạnh phúc hơn nhiều chị không? Em thêm một cái. Đi ăn kiểu mà sắc, trời ơi, thì có đau khổ. Để múc thêm nước cho nè. Dạ. Cho em thêm rau được không? Dạ. Chứ Quỳnh chưa có phải không? Xíu nha. Chị bán bên này tí rồi chị múc cho em nha. Chị Quỳnh đưa chị. Để em múc cho em múc. Em múng không? Cho em một chút xíu. Chi ơi, có ăn không con? Dạ ăn. Chủ nhà ơi, mở cửa kìa, khách tới. Ý. Oh my god, cái đầu. Xin chào mọi người, mình là Emma Jessica và mình là em ruột của chị Ngọc Thạch Tâm. Hai chị em thỉnh thoảng sẽ có những cái khúc mà bắt sóng rất là giống nhau, cho nên là thường hay gọi đùa với nhau là em ruột với cả chị ruột. Em nhuộm mái tóc là để chơi Noel đúng không? Chào mấy chị, lợi mặt. Hello. Chào em. Lợi mặt nha. Góc nào đẹp? Ở bên đây à? Qua đây à? Ăn đi em, vô đi. Đi hát vui không? Vui chị ơi, ôi hết sảy. Không diễn gì. Nó sảy không? Nó sảy. Ôi con bé giới thiệu vô kiểu. Nó diễn gì. Nó muốn này đi luôn. Ê nó hoại ngộ quá anh. Vô chị ơi. Hết sảy. Quá trời. Tự theo vũ đạo vô chứ trời. Vũ đạo. Nhịp điệu vô. Em à, em có người yêu chưa? Chị em chưa. Em không có người yêu mấy năm rồi đó. Tại sao vậy? Em không biết. Chị Thư thì sao? Trả lời em không biết. Mà rất là tự hào. Chị thì người yêu chị rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là chị yêu ai. Có. Chi, dạ. Con có người yêu chưa? Dạ chưa. Sao vậy? Bé tắm chiếu. Chưa có người phù hợp đúng không? Dạ đúng rồi, chưa. Tức là nhỏ lớn 19 tuổi giờ chưa biết yêu lần nào luôn hả? Chưa yêu lần nào hả? Có một lần. Ủa, ủa gì sao mọi người ngạc nhiên quá vậy? Lớn chuyện. Cách đây bao lâu rồi? Hình như là lần đầu tiên khai thác luôn á. Đâu bao lâu rồi, mình khai thác đi. Dạ, sao ạ? Trời ơi, cơ hội. Năm bao nhiêu tuổi, cách đây bao lâu rồi? Bậy bạ. Hôn nhau chưa? Bậy bạ. Dạ. Trời ơi, gì dồ dập quá vậy mọi người. Để câu chuyện. Câu của chị là hôn rồi. Chị là hôn rồi, mấy cái câu hỏi của chị. Còn mấy người này toàn là mấy cái u tối không mà chị đang hỏi rất bình thường là bao lâu rồi. Dạ lúc 17 tuổi. 17 là số. Nhưng mà rất là trong sáng. Giờ hết nghỉ chơi bạn rồi. Hết trong sáng rồi. Possible. Sao bao con bao xìu bao bạn? Dạ thấy có kiểu như là con cảm thấy là không hợp á. Có nghĩa là mình cảm thấy là mình tự nhiên nó vô cái mood deep vậy. Tự nhiên á mọi người tới vô cái mood. Chị bị gài như thế chứ chị không hề muốn chia sẻ. Mọi người ơi, em có rau câu này là em làm thiệt. Wow. Lỗ mắm này em không nấu nhưng mà... Em quao thiệt nha, lấy cái quao này cho em. Làm thiệt luôn á hả? Em làm thiệt, rau câu em làm thiệt. Rau câu. Chị thích ăn rau câu lắm. Rau câu mà hình cái Noel nữa nè. Trời ơi, xinh quá nè. Xinh không ạ? Xinh không ạ? Em bỏ rau câu thơm quá. Con bé heo quay này ra mà. Ê, nó thơm á. Dễ thương này, để chụp hình. Đẹp ha, dễ thương bé Thảo. Dễ thương nhờ. Ê nhưng mà làm được 3 lớp này cũng khéo nè ha. 4 lớp, 1, 2, 3, 5 á. 5 lớp. Dạ, ok. Ê, ngon. Ngon. Nó không bị ngọt cắt quá. Ừ. Ngon thêm. Ngon. Chứ em thích ăn có lớp cà phê dày nữa. Không ạ, thật sự là Tâm có năng khiếu nấu ăn. Chị thích cà phê với lại cacao. Em nấu được. Nêm nếm sao cứ bỏ, thấy mặn cái bỏ muối vô. Mà thấy lạc cái bỏ thêm đồ vô, cái bỏ hoài cái bị sai hoài á. Không có biết nêm nếm á. Thôi, tôi xong trước, tôi đi thay đồ trước. Tại kiểu mình không thích nấu ăn. Rồi. Còn em thì thích ăn thôi, em không thích nấu. Ừ, cho nên là em đợi Tâm nấu xong em xin. Hay lắm. Chị giống em đó. Không, nhưng mà Tâm hay cái là Tâm thích làm đủ thứ loại bánh. Làm bánh nó khép là nấu ăn nha. Mà Tâm là Tâm thích làm bánh là nấu ăn. Sao mai đợi mình gì trời. Thật sự. Ủa mọi người đi hết rồi hả? Yeah.
Rồi rồi nè, bây giờ nè, đánh lộn nhau nha, xả ra cái đánh lộn nè. Xáo xào lên đi, xáo xào. Số gì ra, số gì đây, đây. Ê, em bóc kiếm của Thảo. Em bóc kiếm của Thảo. Số 2. Số 1. Em là số 1. Rồi, số 1 vô trước em. Rồi, để em. Trời chán quá, tại sao của mình lại số 1 vậy? Của mình hay, của mình nhân văn như vậy mà để số 1. Nhân văn. Lúc nãy chị nói chị không phải là một người nông cạn, cho nên chị mang món quà rất là có ý nghĩa. Tôi nông cạn nhất. Xíu món quà tôi ra nông cạn lắm. Là em bóc chuối của chị đúng không? Ủa? Chị gói cẩn thận quá. Em không hiểu sao vậy trời. Chưa hiểu. Mấy cái trò quy quà này lúc nào quà của cái đứa nào đứa đó cũng vậy á. Tự vui riêng á. Ê em chưa có đâu. Em chưa có. Nhưng mà của chị Hương. Mà sao vậy? Chị sao vậy chị ổn không? Em nó vô chi á, sao mở đi em. Không ai cười hết, có mình chị Quỳnh Anh cười à. Cười đi kia Quỳnh Anh. Dạ chắc chà vô chi rồi, quà vô chi. Em giờ tao mắc cười. Mình làm món gì vậy? Dạ, dạ tao mới mắc cười nè. Cái gì vậy? Ê, chúng nhìn ê. Luôn thật có màu dễ sợ luôn á. Đỏ luôn kìa. Dạ, cái đỏ là màu. Dạ, cái này em. Đủ màu, có màu, có màu. Có màu, có màu. Thành lá như mấy má. Nô em mà giống ăn tốt quá chung mày tao. Nè. Ý tưởng là tại vì á là mình biết là ngày hôm nay Noel thì mọi người sẽ tặng quà Noel rất là nhiều, hiểu không? Mà thường thường là mình làm một năm xong mình lúc nào cũng mong muốn là một cái Tết có thịt hết. Hộp kho hộp vịt nè, bằng cái dừa để kho cho ngon. Đúng chưa? Bỏ nó vừa vô kho. Đáo chưa? Nhưng mà em nếu mà Tết là đúng rồi đó. Đây là lần đầu tiên em được tặng quà Noel là thịt theo luôn mọi người. Thiệt sự món quà rất là thực tế. Rất thật món quà này em rất bất ngờ. Number 2. Number 2 lên, bóc number 2 đi bé. Số 2 là cái hộp này xinh xinh nè. Ủa cái này là chị. Quà của em luôn á. Cái hai đứa mày đổi với nhau hả? Sao mày bắt của nhau vậy? Ai biết đâu. Có duyên có số hết á. Là một hũ. Đẹp. Không có bùi chi nha. Đó. Rất là ý nghĩa. Thơm thơm nữa. Trời em thơm ha. Ngồi đây cũng nghe cái mùi thơm. Số 3 của chị. Số 3. Em ơi, cái này là cái hộp. Ủa cái gì mà bự dữ vậy? Cái của ai? Nghe nè nha. Dòng nữ cao, dòng nữ cao. Soprano quá đi. Soprano ơi. Mọi người, tôi hỏi mọi người. Soprano. Tưởng đang ngồi, tưởng admin của Diva Divo. Trời ơi, wow. Khoan, em lắc được không? Coi vậy. Không, đừng. Không được. Wow. Gì đây? Rồi, mời. Sỏi nha. Ủa? Sỏi nha con. À, không, đây có quà nè, đây nè. Đây là món gì vậy ạ? Mút nha. Ủa là có quà chưa? Là quà dữ chưa? Là nhấc lên. Hiểu luôn. Wow. Thư không nghĩ là Tâm ái kỹ bản thân mình tới mức độ tặng quà cho người khác đi tặng hình của mình, thật sự quá là ái kỹ nha Tâm nha. Bớt lại Tâm, đúng là Tâm phải Tâm tim tốt. Con gì tao coi bằng món quà hay nữa. Em qua lại chị. Wow. Em qua không cảm xúc à? Không. Wow. Soprano nè. Wow. Đây. Em thấy được cái ánh mắt chán chường của chị Thư luôn á mọi người. Em xin lỗi. Có thể zoom cận vô ánh mắt mình của chị Thư. Zoom cận vô ánh mắt của chị Thư được không ạ? Chị Thư không có diễn được cái nét mà vui luôn á chị Thư. Không diễn được nét vui luôn á. Dạ. Chị làm diễn viên bao nhiêu năm mà chị yếu nghề. Không diễn được. Chị không diễn được. Chị mở ra. Em thấy chị Thư thất vọng. Cái này chị nhìn đầu tiên chị tưởng gì biết không? Cái nôi cho chó mèo nhà chị á. Không, lúc đầu em tưởng đâu là kiểu như là bỏ mấy cái này vô là mình xịt màu màu vậy đó. Đúng rồi, mình sẽ có lên cái nhiều lúc nào. Đúng rồi, đúng rồi. Móc rồi lên sỏi đá rồi. Còn chơi mấy cái trò rẻ tiền, cỏ sỏi đồ vô cho nó nặng nhiều quá nữa. Nặng luôn. Ủa làm chi vậy? Vậy ơi, dạ. Cố lên. Không sao nè. Vậy ơi, cố lên. Cố gắng lên nè. Chị không sao đâu. Không này gì, chị chịu được. Thấy chưa, em thấy món quà của chị ý nghĩa hơn chưa? Quà của chị em mình ý nghĩa với nãy giờ rồi. Từ từ mọi người bình tĩnh. Tại vì sinh nhật em, Tâm cũng tặng em nguyên một cái chậu hoa. Nhưng mà trong chậu mở ra toàn hình Tâm. Không. Mọi người từ từ. Nghe chị thích. Em nghĩ ra em nghĩ là không, em nghĩ là chị chính là món quà to lớn nhất và đặc biệt nhất. Đúng rồi. Đúng rồi. Của chị.
Ôi trời ơi, trời ơi. Chúng tôi là một. Đây là tấm lòng em tặng chị cả cuộc đời em, cả tấm lòng của em. Chị hiểu không? Sự xuất hiện của chị Tâm là món quà rồi. Tức là vậy nè, em sẽ luôn bên cạnh chị. Dạ. Rồi được rồi. Okay. Dạ hả? Tâm mong chờ là chị sẽ cười phá lên, nhưng mà hóa ra là Tâm thấy là chị cảm, chị mong chờ một cái gì vậy Tâm không biết. Dạ, vậy nén nén cảm xúc ngay nè, cái này là em test lòng chị thôi chứ thật ra là em có muốn ai khác nữa. Nó nghe, nhưng mà nó nghe là chị đã fail cái test này rồi. Tại vì á phải con bé này. Hồi nãy tới giờ là chị diễn ngược. Cái con bé này, hồi nãy giờ là chị giả bộ. Chị giả bộ ra hiểu không? Cái quà này cũng không có gì hết nên chị giả bộ mặt khó chịu. Chứ thật sự, trời ơi, tạo thôi. Cái này là tinh tế em. Không phải ai cũng hiểu được vậy. Em hiểu chưa? Trời ơi, nhiều trò quá. Wow, xinh quá vậy. Mặc dù đây đúng là một cái thương hiệu của một người chị quá rồi. Của một người chị và một người anh quá thân thiết với em. Đúng rồi. Nhưng mà này là em thề là em có mua. Em mua phải không? Dạ. Bởi vì là cái bộ này quá đẹp tới chứ. Xinh ừ. Cái này là đồng ý, đồng ý. Cái màu son rất đẹp nha. Ê sao lấy ra thử. Không phải VA. Không phải VA. Nhưng lấy ra thử. Lấy ra xem thử với chị. Không thử đi mà. Mọi người làm sao vậy? Tự nhiên đem đồ của chị ra thử. Này này sao mua chị này thử đi. Rồi qua hàng số 4. Số 4. Bọn mày số 5 hả? Trời ơi. Cẩn thận. Quà dễ vỡ. Nữa rồi. Trời ơi, vậy là quà nữa cho bà. Em nói nghe nữa hả? Đừng có hình em nữa nha. Mọi người ơi, bây giờ là về phần quà của em xin giới thiệu đôi chút. Thì đây là cái phần quà em tự gói và em mua giấy em gói. Mà sao tự nhiên vô phần điếp điếp đồ này nọ vậy? Sao được? Ý là em cần tinh thần sâu lắng lại với món quà của em. Chết cha rồi không? Nghe cái mùi. Phải xé một cách từ từ. Nghe thôi, em mang về đi. Ủa vậy? Chị ơi, cả một tấm lòng. Em nó tự gói quà đó. Dạ, đó đừng có nghiêng, không cái quà của con không có nghiêng. Em nó có nổ không? Không có nổ. Không có nổ. Không có rạch sâu quá nha. Trúng cái mạch. Không, em có tặng chuột không? Em tặng chuột cho em. Đừng có dỗ, đánh thức nó đó, đừng có dỗ. Ê em nghĩ cái này tôm vậy đi bé ơi, tới giờ biểu diễn rồi. Tại vì thùng mướt nè. Đừng có dỗ nó. Nó tỉnh á. Vậy đi bé ơi, tới giờ biểu diễn rồi. Ý nó bay ra ngoài. Ghê quá. Kem dừa hả? Trời, chấn động. Chấn động, à không, đặt mấy cuốn lịch. Ủa, trong này ta nó nấu nè. Không, chết. Thứ hai gì? Alo. Là nó, tiện nó gói giấy gói quà dư, nó tiện nó bỏ luôn mấy miếng lịch dư vô đây luôn á chị. Cũng không kém cạnh gì chị đâu. Chị cười. Đây là sao? Không có lịch vô gì con? Đây là những ngày mà con nhắn tin với chị Tâm. Wow, thật là ý nghĩa. Không có đâu, mọi người nó nhắn tin có mấy ngày à. À. Sao? Trời ơi, no. Không phải. Hồi nãy Tâm mới đòi. Trời ơi, về đi. Sao vậy? Ủa? Thấy chưa? Đây mới là em rủ. Ê. Chị thích ăn chè đậu trắng. Không, này chè khoai môn. Chè khoai môn. Nhưng mà em nói tiếp là thực ra chị thích ăn chè bưởi, nhưng mà chị sợ là mẹ em làm nó cực. Nhưng mà hôm nay có chè bưởi mà người à. Xuất sắc à. Xuất sắc hay quá. Bây giờ chị nói đi, ai mới là em ruột của chị? Ê, nhưng mà không có được dành son với chị nha. Lấy nữa. Mày đã phân đó. Hồi nãy thì mũi, bây giờ thì mắt. Giờ chết rồi. Bọc mắt. Đền bù. Đền bù nha. Tôi tặng quà cho gì mà vậy? Đây, em mở quà chị được không? Chị nôn quá. Cái quà số 5 rồi. Rồi. Trời ơi, tôi nôn rồi để premium mở quà cho quà. Cảm ơn em. Em vượt mới của chị. Đâu tôi. Em về đây. Rồi, ê, tập trung. Em đừng có ăn nữa. La lắng nhẹ ở đây. Trời ơi. Ủa sao nó có phản cốc luôn vậy? Tại tới hoài chị cười dữ lắm. Nè, cái dòng mà nói vậy là không cười là quê lắm nè, là yếu nghề. Cười dữ không? Là mình cười dữ không? Thôi bây giờ mình khui nha, mình khui nha. Tập trung mua quà chị nè. Rồi.
có gì đâu. Em nha. Em nha, gỡ ra luôn, lấy ra luôn. Trời ơi. Tới luôn nha mấy má. Cái này hợp quá, cái đó má. Cái này hợp quá trời. Cái này hợp với tao nè. Rất hợp luôn. Trời ơi, thiệt. Ủa gì vậy? Mọi người không mắc cười hả? Bỏ ra là đúng là kiểu là mắc chữ A mồm chữ O luôn quá đó. Trời ơi chị Hương ơi, chị quậy quá. Thấy con nói rồi gì mà rau rau là không ai cười đâu. Cái gì tao? Cái này hợp với tao nè. Cái màu đẹp lắm vậy. Ê, chị Đặng đúng luôn. Đúng, thấy không? Chị Đặng rất đúng. Chị Đặng đúng luôn. Đúng, đúng, rất đúng. Mấy đứa ế không có đứa nào bóng chung luôn. Đúng. Ê, xong chị nghĩ là quà chị mở ra chắc giá trị hoặc là vui lắm, xàm lắm. Trời ơi, thiệt luôn á. Em không nghĩ tới luôn á mọi người. Nó vui thiệt mà, chỉ cái là mọi người muốn xài quá. Nhưng bây giờ mọi người ê, không có cần. Tâm ơi, cái dây này là để cột chứ không phải đi quà. Này là quà. Này là cột rồi Tâm. Tự lấy dây tự cột nguyên cái đám là thấy khôn quá ha. Chí khôn của ta đây. Chí khôn dễ thương quá à. Dễ thương luôn á. Dễ thương quá. Kêu làm dây sức đi chơi được không? À. Kiểu vậy đó Tâm. Trời ơi. Thú vị với bộ. Ây da. Sao? Chị mê em lắm rồi phải không? Mê em. Chị mê. Tâm. Nằm xuống. Tâm ơi. Nằm xuống. Ê, ở đây có con nít đó nha. Đâu? Mình qua món quà này được không ạ? Rồi tới tao ai quay tới em gỡ quà. Chúc mừng hồi gì vậy? Em đoán thử, em lấy ra đi. Chúc mừng cô bé nha. Chúc mừng em. Không cột tóc. Trời, nếu mà dễ đoán thì chị đâu có tặng em. Cái băng đầu. Nước rửa chén. Cái băng đầu. Bây giờ em khui cái băng đầu. Băng tay. Băng tay tập thể dục. Băng tay là đúng nhưng mà để làm gì? Chị đoán đúng là băng tay rồi nhưng mà không phải để tập thể dục. Băng tay để chút đơ. Băng tay để làm cái gì? Là để kết hợp với bộ này hả? Sao gì lúc nào cũng gài gắm con vô cái content này hết. Chị cứ gài gắm con vô content này hoài à. Đường con quá, chị đường con quá. Cái này là cái gì chị? Mọi người chưa đoán ra hả? Băng tay là đúng rồi chị. Để rửa mặt cái nước nó không chảy xuống dưới đây. Trời, nó vô lý vậy hả? Thì đây là một yêu cầu, món quà phải là rất là sạm mà. Ủa, nó vô lý vậy hả? Có phải là khi mà mọi người đánh răng hay là mọi người rửa mặt á thì nước nó hay chảy xuống dưới đúng không? Đây là cái băng tay để cho nó rất thú vị luôn á. Oh my god. Không, em cũng hay bị đổ nước. Đây đó là tưởng là tặng cho Tâm cho nên là lấy cái món nó sạm sạm nhưng mà chắc biết chắc chắn là Tâm sẽ thích cái món này. Em không biết là người ta có sáng tạo ra cái này luôn. Đúng rồi, để rửa mặt nước nó không có chảy xuống dưới. Cái này không cần phải sáng tạo. Không cần phải sáng tạo. Tại sao lại phát minh ra một cái món nó vô lý hùng vậy ta? Xàm không? Xàm. Bởi vì em biết chắc là Tâm sẽ hay nhưng mà nó cũng thú vị, nó cũng rất là thú nhưng vị. Nhưng mà nói thiệt em rất thích. Em biết là Tâm sẽ thích những cái giống như vậy mà. Dạ hiểu rồi, em cũng hiểu. Yêu quà của bé Chi nha. Em cũng hiểu. Nói chung là nãy giờ cái nào em cũng thích hết nhưng mà cũng nhiều quà của người ta. Đúng rồi, em thích quà người ta mà. Em muốn thích quà của bé Chi hả? Mặc dù là mình cũng biết là những cái món quà đó nó rất là xàm rồi nhưng mà nó vẫn vượt cái sự tưởng tượng của mình. Nhưng mà nhờ những cái phần mở quà này thì mình cảm thấy là tụi mình sẽ có nhiều tiếng cười hơn và làm cho mọi người vui vẻ hơn. Và chúng ta đã kết thúc cái phần khu quà ở đây. Dạ, chúc mừng nha. Bây giờ chúng ta phát một người cây. Trời là phải ực đó mọi người, phải sai bí tỷ đó. Mình vô cái đi cả nhà ơi. 3, 2, 1 Vô. Yeah. Quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi, chất lượng. Ủa là bỏ ly xuống. Ủa? Vô. Vì tình chị em. Đây, em ơi. Không pha chung cái này. Ngon quá không? Ngon mà. Ngon, cái mấy kèo ngon ngon này nhanh lật lắm. Chơi game, chơi game. Chơi game. Rồi, vô. Em ba trước. Uống 2 ly hoặc trả lời bạn thích được người yêu hôn vào đâu nhất ngoài môi ra. Mắc cỡ quá. Ông vậy thì uống 2 ly. Nhưng mà bà đốc vô lên người ta. Là cái mặt muốn trả lời nè. Mà quan trọng giờ có người yêu chưa? Em đã không có người yêu. Cái lúc mà có người yêu á. Nhớ lại đi. Thì thích được người yêu hôn lên cổ. Đồng chí Tâm, bóc đi. Coi Tâm ăn vàng đó. Ăn vàng lắm. Biết ngay mà. Đây, để em đọc. Uống 1 ly nếu bạn đã từng làm người yêu mình khóc. Này chắc phải uống 10 ly luôn á. Không phải, tại vì nó
Không, có nghĩa là nó là người yêu nó không không thèm biết luôn á, hiểu không? Nhưng em bây giờ nè, trong cuộc đời em chưa bao giờ em làm thằng trai nào khóc sao? Thằng nào cũng làm khóc. Rồi vậy uống đi, trời ơi. Vậy là bao nhiêu người là bao nhiêu ly chứ? Đúng rồi. Sao? Nhớ nổi không? Đếm hết không? Nhớ không Tâm ơi, cuộc đời mới uống yêu. Uống hết này chưa đủ. Cuộc đời em trong sáng mà biết yêu đương gì đâu. Rồi tới mấy chi nè. Nhớ vui nè, vui nè. Uống một ly nếu bạn đã cho một mối quan hệ cho nên bạn dưới tình yêu. Uống rồi, uống luôn, có chắc luôn. 17 tuổi nè. Lần đầu gặp luôn. Nhưng mà mấy cái nết mà 17 tuổi mà yêu trong sáng là cái này hết. Hả không, bây giờ sao, con làm sao? Không có. Nhưng mà con hiểu cái cụm từ trên tình bạn với tình yêu không? Nó nghe hiểu. Nó dạy có nghĩa là mập mờ đúng không? Đúng rồi, là mập mờ. Sai, sai, sai. Chứ sao vậy? Cái trên tình bạn này với tình yêu nó ý nghĩa khác. Có ở trên tình bạn nè, ở dưới tình yêu nè. Chị Tâm hiểu nè. Đó, chị Primmy hiểu nè, chị Nguyễn Anh hiểu nè. Không, em không hiểu chị. Không chị. Cái em hiểu ở trên tình bạn ở dưới. Vậy là con đã hiểu sai. Tự nhiên vậy là con tình bạn gì đó không? Không được chị bậy. Ủa, người ta trong sáng, đó là ta còn đi học, người ta yêu nhau nhưng mà vì sự cấm cản của bố mẹ, vì học hành. Người ta tập trung học hành, sau này mình thành công mình quay về mình gặp lại nhau. Giờ tóm lại làm chi, nó uống không? Dạ không có, cũng uống đúng không ạ? Không có uống đã từng, không? Đã từng mà em. Đã từng. Nếu con chưa không? Từng thì con đừng uống. Không tin. Ngon nhưng mà không tin. Cái đó là em không tin. Nhưng mà chè bưởi ngon không? Ngon thì tin đi. Vậy mà nãy dám như cái đó là nước dừa chua. Con kỳ quá, con chua. Nuôi nói luôn. Không có chua. Rồi tiếp theo với chơi chị. Có bà này bốn chắc luôn, bà này bốn chắc luôn. Liếm. 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 Bạn sẽ liếm kem đánh răng được bôi trên mu bàn chân của người đối diện hoặc cạn ba ly. Thôi cạn nha, cạn nha. Hoặc người đối diện. Thôi. Thôi, để mình uống đi. Ba ly, ba ly. Ba ly, ba ly. Hiểu. Rồi ba ly xong. Ôi hay dở. Ôi hay dở. Hai một lát nghiêng nghiêng ngã ngã. Kể tên ba tư thế. Kể tên ba tư thế. Mà bạn biết là diễn tả nó bằng lời nói hành động sao cho dễ hiểu. Rồi này vô này vô nè. Nó chơi. Mình đút tay lại đi em. Ta uống ba ly. Chỗ này vui nè, vô nè. Em sẽ uống. Sẽ uống. Không dễ mà. Đâu có dễ đâu. Ví dụ như nè. Đây hát trả lời giờ muốn rất ví dụ nè, chị kể. Ví dụ như là em làm gì nè. Là bơi nè. Không. Tư thế mà. Không, mình diễn tả nó bằng lời. Mình hãy nhìn nhận cái vấn đề này một cách văn minh nhất. Úp thìa. Gì má. Em đâu có biết gọi tên, em chỉ biết làm thôi. Cái vấn đề là nó không biết gọi tên. Mình lỗ tai. Cái vấn đề là không biết gọi tên. Rồi hoặc là em bắt đầu tới số. Những con số. Hiểu không? Rồi đó, ngược ngược đó. Gì vậy? Anh nghe ở đây ai cũng diễn những cái không, nét. Ở đây chỉ có mình Phương Mỹ Chi được diễn cái nét đó thôi. Còn tất cả các chị còn lại là bơm bớt diễn cái nét đó vô. Rồi sao, uống hay là nói? Uống luôn á. Ừ. Uống ba ly, uống đi. Năm Ngọc Thanh Tâm thứ nhất. Để uống hết cái này hay đổ nó vô. Đúng nó rồi, nó khác mùi á. Để đỡ chị tiết tấu thì em bốc luôn đi. Bốc ở trên hay dưới? Ở trên nữa. Ở dưới là lại kể bạn thư thế tiếp á. Bạn và người đối diện bế nhau và quay 10 vòng. Đây nè, ủa chị mà. Chị Tâm á. Đúng rồi em. Không có. Uống 2 ly. Bạn và người đối diện bế nhau thì là ai bế ai? Ừ, không có, cái đó xéo à, bế chị Tâm. Đúng rồi. Bế 2 tô bún mắm với lại chè bưởi. Bế là bế không nổi rồi đó. Đúng rồi. Tu. Rồi xong mình đến nghe. Rồi. Nhẹ nhàng. Rồi vô nè. Quẹt lửa mấy đứa ơi, bóp đi Tâm ơi. Tâm ơi bóp đi Tâm ơi. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Lầu 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 vô bé ơi. Bước ăn gian lại bé ơi. Vậy con. Chưa, con chưa hát. Đó, hai cái trò nhét nhét đó. Uống một ly nếu bạn đã từng thả rong khi ra ngoài đường. Trời ơi. Cái này đâu có gì đâu, mình văn minh lên, đâu có gì đâu. Trời ơi, nhìn nhận vấn đề thôi. Đúng, chứ ở đây nhìn coi ai không thả. Chuyện chi? Uống một ly hoặc trả lời kể về lần cuối bạn khóc trước mặt một người nào đó. Cái này là khóc một lần, cái này là khóc một mình. Không, nhưng mà có gọi điện thoại cho bạn. Một người bạn thân. Thôi thôi rồi, cho nên bạn với tình yêu của em. Có, bạn thân của ta đang chia sẻ bà đi. Sao kỳ quá ha. Rồi tiếp đi con. Thì để đó. Gì khóa lại rồi.
Có phải chị ruột không? Chị ruột mới. Rồi. Thì đó, lúc là khóc xong rồi gọi cho người bạn đó để khóc thôi chứ không nói gì hết. Em sợ là cái cảm giác nhất là mình khóc nhưng mà không khóc có ai biết bên cạnh đó. Ý là mình muốn có người bên cạnh nhưng mà không muốn người đó thấy mình á. À, là nếu mà có gọi là cũng nghe và coi thôi chứ đúng không rồi. Video call luôn. Chứ không, không có muốn người đó thấy mình nhưng mà muốn có một người ở bên để mình đỡ buồn. Ừ. Em không chồng có ý lắm. Em không có ý phá cái mood này nhưng mà con bé trả lời là con bé không uống nữa đó. Cho nên mọi người xem sao thì nó chia sẻ mà chia sẻ nó lời nó dắt mình nguyên một bài già đầu nó dắt hết. Nãy giờ nha, nó toàn bóc những cái mà trả lời bình thường. Đúng. Lần sau mình phải bóc cho nó. Xong mà kiểu đúng. Nó xong mà kiểu nó thay đổi tâm lý mình luôn. Đúng 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 đúng. Nãy giờ còn nguyên. Đúng. Rồi, nãy giờ rút đi. Đúng rồi, vô. Cảm ơn con. Nó chưa đang nói về chuyện khóc. Thảo cũng đã rất nhiều lần em gọi điện cho Thảo và em khóc nức nở. Vì gì chị? Chị nghĩ là chắc là vì áp lực cuộc sống nè. À, không, vì em tưởng... Không, bây giờ thì cũng banh rồi nha. Nhưng mà lúc đó vì em tưởng là lúc đó là cái người em gặp đó mà em tụi em sẽ không bao giờ đến được với nhau. Tại vì tụi em ở... mỗi người ở một đất nước. Nên em về ngoài điện Thảo. Em biết là đây là kết thúc rồi. Em mới vừa đi tiễn người ta ra sân bay. Em biết đây là kết thúc rồi. Mà cũng kết thúc không? Không. Ừ, cái đó là cú twist bất ngờ là không kết thúc. Nhưng mà đã khai thảo kiểu thì đó, thì nói chung là bây giờ nó chỉ là đến như vậy thôi. Thì bây giờ có gì đâu mà mình cứ ở đây mình từ từ rồi mình hết buồn thôi, không sao hết. Xong nói cho đã xong không có gì hết. Xong thôi, nói cho đã xong mấy tháng sau tụi em quen nhau. Ơi là trời. Xong rồi mấy năm sau tụi em chia tay. Tụi em bên. Chị em mình vô cái đây, chị em mình vô ly chung với nhau rồi. Vô. Trừ bà Thư. Không, mình uống một ly lâu lắm. Chưa. Có một điều Tâm phải nói đầu tiên đó chính là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để mà đến chung vui với Tâm, chơi với Tâm trong một cái dịp, một cái ngày cuối năm rất là bận rộn như vậy. Sau khi mà nhập tiệc xong với mọi người á thì mình mới cảm thấy là mình quen được thêm một vài những người bạn mới nè, rồi là mình mới biết được là cái buổi tiệc nó dễ thương đến như vậy. Thật sự ra là từ trước tới giờ anh cũng chưa có bao giờ tham gia một buổi tiệc nó giống vậy hết trơn á. Rõ ràng đây là một cô bé hết sức biết điều, biết chuyện, biết cách làm như thế nào để những người xung quanh mình sẽ yêu mến mình nè, và biết cách làm như thế nào để mọi người bỏ qua đi cái khuyết điểm của bản thân mình. Trễ giờ, nhưng mà tại sao mọi người vẫn bỏ qua và tha thứ cho Ngọc Thanh Tâm? Chỉ có Tâm thôi mới được trễ giờ tới mức đó. Just one, only one Ngọc Thanh Tâm thôi. Em thấy chị IELTS 9.5 nói chuyện sao? Tâm just one, only one. Ok Tâm. Sau khi kết thúc buổi tiệc ngày hôm nay thì chị cảm thấy no. No quá, ăn bún mắm xong rồi ăn rau câu rồi ăn trái cây nên cảm giác là no. Chị cảm thấy là gặp gỡ nhau đó là một cái duyên, và chị cũng mong muốn là trong tương lai mình cũng có thể có nhiều cơ hội để kết nối và gặp gỡ nhau nhiều hơn nữa. Trò chuyện cùng với các bạn khá là thú vị, tại vì mình nhìn nhận được nhiều góc độ từ những người bạn khác nhau, cũng có nhiều cái mới mẻ, và mình cũng cảm thấy khá là thú vị khi mà đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Xong rồi ngày hôm nay nha, cảm thấy rất là vui. Mà tính của em thì em rất là thích kết bạn, nên ngày hôm nay xong rồi được ngồi, được nói chuyện, được ăn uống, xong rồi chơi game này nọ thì mình cũng hiểu được là phải công nhận là đã là bạn của chị Ngọc Thanh Tâm là phải cùng một cái tần số nha mọi người. Kiểu toàn là những bà kiểu đùng đùng đoàn đoàn, rất là nói nhiều và rất là vui và rất là mắc cười luôn. Mỗi bà sẽ mắc cười một cái kiểu khác, cho nên ngày hôm nay em đi quay em thấy rất là vui. Tâm thấy mọi người cười vui với nhau, đùa giỡn với nhau, cười hết ga, hết số mà không cảm thấy là mình cần phải e ngại là một cái sự thành công vang dội của Tâm rồi.